Hello, xin giới thiệu cả anh em nhé. Chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của Quả Nến Lạnh. Thì hôm nay em có một cái lô nồi cơm na này. Anh em nào mà làm thợ ấy, thì anh em có thể bốc cái lô này về ba thì em sẽ để giá tốt rồi nhé. Mà không thì em sẽ quay cái giá lẻ cho các bác. Bác nào chốt được tất thì các bác cứ liên hệ em trực tiếp vào số điện thoại 0962 396 383 nhé. Còn này bây giờ em sẽ lên cho các bác từng mã 291 đến 300. Bác nào chết thích mã nào thì liên hệ em nhé. Con đầu tiên lên cho các bác là một em na tiêu na. Con này 205 luôn. Đấy rất là sâu. Rồi nhá. Ruột nồi nhá. Giờ nay quay ra sáng này, ruột nồi có chấm các bác nhá. Đây này, có chấm đầy. Đấy. Đây ruột nồi quay kỹ cho các bác, ra ngoài này ra ngoài sáng rất là dễ rồi. Các bác cứ theo dõi. Đấy. Ruộng thì đây. Ruộng ở ngoài xanh ấy. Chạy bình thường thôi nhỉ. Con này mã 291. Em bán cho các bác với giá là 400k nhé. Bao cơm bao nấu cho các bác bình thường nhé. Cái này là bán cho các bác của vui vẻ. Mã tiếp theo là Natuna này. Con này Natuna 28. Xung quanh thì nó chỉ bị chóc cái tí băng dính thôi. Đây này, những cái chỗ băng dính này để các bác có vẻ các bác phải các bác đánh đi là nó đẹp ngay. Đấy. Ruột nồi con này thì cũng tương đối. Em lại hơi khó nhìn tí nhưng thôi các bác ơi. Đấy, ruột nồi đấy. Đấy, giòn của nó vẫn còn xanh như này kìa. Con này là mã 292 này. Em bán cho các bác 400k. Nhé. Mã 293 em lên cho các bác mà em Panasonic nhé. Đây là Panasonic các bác nhé. 293 này. Đây. Ruột nồi chấm cám gạo nhưng đảm bảo cho các bác là không bao giờ dính xoong, cái xoong này con này xoong rất dày. Đây các bác nhìn cho kỹ cái ruột nồi nó bị dính cám cái chấm chấm cám rồi. Giòn xanh lét sạch sẽ. Xanh nhé. Con này là Panasonic. Đấy, chạy chạy bình thường nhé. Con này là 293. Em bán cho các bác với giá là cũng 400k. Đây, máy hình ok. Đợt này xả hàng khỏe cho các bác, cho các bác về các bác tự ấy. Mã tiếp theo này. Em Natina nha các bác nhìn này. 5IH nha các bác nhá. Con này là dòng 5IH nha các bác nhá. Ruột nồi các bác thì cái đế nó bị chóc ngoài. Ruột nồi thì cũng bị xước một chỗ này. Cái một chỗ này một tí. Đấy. Nhưng mà con này nó là đấy. Con này nó là 5IH các bác nhá. 5 bước nấu nhá. Con này nấu thì con cá xung quanh bên đây là nó không bóp méo. Đấy. Ở trên mặt này nó có bóp méo các bác nhá. Như nồi Natuna thì nồi này dòng này để nấu cơm ngon này. Đây này. Chạy ok các bác nhá. Đây là mặt mặt xung quanh mặt trên nó móp cho này, chỉ móp méo ở chỗ này nha các bác nhá. Đấy có gì thì em báo luôn cho các bác để các bác trước khi các bác chọn nhá. 293 con này 294. 294 em bán cho các bác với giá là 450k nhá.
Con này là 5 bước nấu nhé, 5IH này. Bác nào mà đã nấu qua những nồi na các bác hiểu được cái này nó như thế nào. Mã 295. 295 lên cho các bác một em na tiêu na. Đây, con này đã nấu cơm rồi đấy các bạn. Ruột nồi như mới luôn. Con này thì riêng con này ruột nồi như mới luôn. Đấy. Ruột nồi như mới. Giòn của nó. Xanh nhá. Con này là mã 295. Em bán được các bác với giá là 450k nhé. Con này đã nấu cơm ok rồi các bác nhé. Mã 296 thì em lên cho các bác một em na tiêu na. Đây. Con này là nó chóc gần hết băng dính rồi đấy. Đấy, các bác nào lấy về các bác đánh nốt thì các bác đánh. Màn hình trên đây nó bị nứt meca một tí. Đây ruột nồi của nó thế này. Thì con này em mã 296 này. Em bán cho các bác với giá là 300k để các bác về trải nghiệm nhé. Đấy, dòng này là dòng bán cho các bác về các bác ăn trải nghiệm nồi cơm Nhật bãi như thế nào. Giá chỉ 300.000. Rẻ như cơm chó. Mã 297 nhé. 297 lên cho các bác một em Panasonic này. Ngoại hình thì tương đối ok. Nhưng mà không biết ruột xong như thế nào. Với lại ruột xong xấu thế. Đây ruột của nó bị chấm này nhá. Nhưng không ảnh hưởng đến chuyện đến đây ấy nhá. Các bác nhá, nấu cơm vẫn ok nhá. Đấy. Giòn này. Con này em cũng bán cho các bác với giá là 300k để các bác về trải nghiệm. 300k thật sự với các bác là còn không đủ tiền để đóng ấy luôn. Đấy. À con đấy là mã 296 các bác nhỉ. À 297 nhỉ. 297. 297 là 300k nhá. Con mã 298 mà lên cho các bác một em na tiêu na van dài, giòn xanh lét các bác nhé, giòn rất là đẹp này. Đấy. Ruột nồi cũng tương đối đẹp luôn. Đây, ruột nồi vẫn còn óng ánh kim cương vẫn có nhá. Con này là van dài bù ẩm, có bù ẩm trên nắp nồi nhá. Thằng này có bù ấm nó con này này, ngoại hình tương đối ok luôn. Đẹp. Na tiêu na bù ấm nhá. 4IH. Con này là mã 298. Em bán các bác giá là 600k nhá. Các bác nào thích na van dài nhá, các bác đã tự, bác nào đã ăn từng ăn na van dài thì các bác biết cái nồi này nó ăn như thế nào. Đấy là na van dài nhá. Nồi cơ đồ nồi cơm này là có bù ẩm nhé, nấu cơm cũng rất là ngon. Mã 299. À không, con mã 299 lên cho các bác một em na tiêu na này, ruột nồi của chấm gà mổ nhé. Đấy, ruột nồi chấm gà mổ luôn. Đây, giòn các bác này. Giòn cũng khoảng tương đối. Con này còn đồng hồ nhá. Con này mã 299 này. Em bán cho các bác với giá là 400k nhá. Bán cho các bác để trải nghiệm luôn. Đây, ngoại hình xung quanh của nó là đẹp. Nội thất ngoại hình xung quanh là đẹp. Đấy.
Và con mã cuối cùng trong cái clip ngày hôm nay là con mã 300. Đây lên cho các bạn. Ruột nồi cũng rất là ok. Đấy. Đây nó chỉ bấn thôi, ruột nồi của nó đã tương đối ok. Giòn nó vẫn sành. Đấy. Con này là mã 300. Bán cho các bác với giá là 400k. Cho các bác về các bác trải nghiệm nó hợp với các bác là mấy cái trăm nghìn là các bác được sở hữu một cái nồi cơm Nhật mà mới trị giá của nó toàn 5, 7, 8, 9, 10 triệu. Đấy, còn đây là hàng em đi hàng ngày các bác nhé. Đấy, đóng gói. Đây là hàng bây giờ em đây, hàng đóng gói bây giờ là đấy, em quay hàng cho các bác xem. Đây, dòng nồi cơm này em rất là nhiều các bác nhé. Đấy. Còn lại là nồi cơm của bác nào chốt là em sẽ cắm những như thế này, em sẽ cắm đây. Đây các bác, nhà thật sự là không có chỗ len luôn đấy. Nên là các bác nào mà yêu mến thì các bác cho em xin quả xẻ nhé. Cho em xin vài quả xẻ để... Đây, còn bác nào yêu thích máy rửa bát thì liên hệ em nhé. Máy rửa bát rất là nhiều luôn. Đây, đây là cái kho với đấy nhá, anh em nào mà cần những cái hàng thì anh em có thể là comment ở dưới để em làm những cái video về đấy. Anh ví dụ anh thích, anh em thích bình thủy thì anh em comment dưới bình thủy, hoặc là thích bệt vệ sinh thì bỏ comment về bệt vệ sinh ở dưới để em làm những cái video về cái đấy cho các bác. Để các bác thích cái con nào bác chốt nhé. Các bác cảm ơn các bác đã ủng hộ chứ.